anh ấy đang vui vẻ liếm kẹo, đếm được một nửa, liền giơ lên xem. Chà, có một khoảng trống, như vậy mới đúng chứ. Và sau đó lại tiếp tục liếm. Mấy hành động này của anh làm cho mấy người xung quanh khó hiểu. Nhìn thấy nam chính liếm càng ngày càng nhiệt tình, những người xung quanh cũng bắt đầu làm theo. Ngay cả lão già cũng liếm theo. Người mặc áo đỏ đang ngồi giám sát camera, nhìn hành động liếm kẹo trên màn hình, cả người đều hưng phấn lên. Nhưng đây không phải là liếm kẹo bình thường, đây là một trò chơi cược mạng. Người chiến thắng có thể nhận được 45,6 tỷ won, những người thua cuộc sẽ phải chết. Luật chơi rất đơn giản. Bạn có thấy bốn hình vẽ trên tường không? Hình tròn, tam giác, ngôi sao, hình cái ô. Sau đó, mỗi thí sinh chọn một hình vẽ và đứng xếp hàng trước hình vẽ đó. Sau khi xếp hàng xong, cánh cửa có hình vẽ mở ra. Người áo đỏ sẽ đưa cho mỗi thí sinh một chiếc hộp sắt. Mở hộp sắt ra, bên trong hộp chính là hình vẽ do các thí sinh tự chọn và một chiếc kim bạc. Vậy thì nó dùng để làm gì chứ? Cũng không khó. Có nghĩa là các thí sinh trong vòng 10 phút phải dùng cách của mình lấy miếng kẹo trong hộp ra theo hình. Nhìn lại các thí sinh, ông già chọn ngôi sao, anh trai Ấn Độ đã chọn hình tròn, em họ của Dê đã chọn hình tam giác, và Dê đã chọn hình khó nhằn nhất, hình cái ô. Xong đời rồi, trò chơi bắt đầu. Tất cả các thí sinh đều đang nghiêm túc dùng kim bạc rạch theo viền hình vẽ. Người em họ chọn tam giác, nhẹ nhàng xử lý xong một cạnh của tam giác. Anh trai Ấn Độ chọn hình tròn, đang rất cẩn thận để xé kẹo ngoài viền. Và ông già thì vốn đã tuổi già sức yếu, cầm hộp kẹo không thôi cũng đã run lẫy bẫy. Và anh Dê chọn hình cái ô,